Đó cũng là tâm tư tình cảm mà cô giáo dành cho các con nơi mái trường mầm non thân yêu. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức điệu múa Cô đi nuôi dạy trẻ do cô giáo Kim Ánh cùng góp múa lớp cô giáo 5 tuổi A1 biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.